Mấy mấy tuổi rồi tôi đâu biết. Về đây được sao lâu? Dạ. Thì hồi hồi cô ở đây là năm bao nhiêu à? Cô mới đi đây mà. Dạ. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thì bây giờ cũng đã gần 8 giờ sáng. Thì thời tiết hôm nay thì nó cũng trời nó hơi âm u, cũng không có được đẹp lắm. Thì trong video này mình sẽ đưa cô chú chị các bạn cùng chiêm ngưỡng một cái tòa nhà xưa được xây dựng từ thời Pháp và đến thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái tòa nhà này nó trở thành là nhà tòa án của thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì hiện nay thì cái tòa nhà này á thì nó nằm trên cái đường cũng không có rộng lắm, đó là đường Phan Đình Phùng của thành phố Tuy Hòa, và nó nằm ở dưới cái chân tháp Nhạn, dưới cái chân núi Nhạn. Vậy thì sau đây mình sẽ bắt đầu mình review, mình giới thiệu những gì mình biết gửi đến cô chú anh chị các bạn xem nha. Đây ở hồi xưa là giờ cô là cái hồi hồi có cái nhà đây hồi xây năm nào có biết không cô? Tôi nhỏ ở đây xây tới 5 năm rồi, tôi mới mấy mấy tuổi rồi tôi đâu biết. Về đây được xây lâu. Yeah. Cái hồi cô ở đây là năm bao nhiêu à? Tôi mới đi đây mà. Dạ. Yeah. Mấy năm còn đây, 300 mấy năm rồi. À, vậy là cô là trước năm 75 rồi chứ thời... Thì hồi là cô còn nhỏ là con thấy cái nhà này rồi hả? À, vậy chắc xây chắc khoảng giai đoạn... 100 mấy năm rồi. Dạ? 100 mấy năm rồi. 100 mấy chục năm rồi hả? Vậy là thời Pháp chứ hả? Pháp xây. Dạ, Pháp xây. Rồi cái thời mà cô lớn lên á thì... Cái chỗ này cô biết là lại làm cái gì cô? Lên tòa án này, tòa án hồi á. Dạ, cái tòa án của thời Việt Nam Cộng Hòa hả? Ừ. À, dạ. Rồi giờ sau năm 75 là... Nhà nước rồi lấy. À, lấy làm cái khu tập thể hả? Ừ. Vậy là cái thời đó, cái những năm, mấy chục năm rồi là vẫn có người ở rồi cô? Ừ. Máu đi đó rồi, máu đuổi đi. Dạ. Chúng bệnh bạc. Dạ. Dạ, nó xuống cấp quá hả? Ừ. Dạ. Con hơi bị hôi quá vậy. Thì đây là cái con đường Phan Đình Phùng, con đường này nhỏ đó, con đường này nó nối từ trong con đường Trần Hưng Đạo được lớn, nằm giữa trung tâm thành phố Tuy Hòa, nó chạy ra cái đường bờ kè ven sông. Thì đây thì cái tòa nhà xưa đó được xây dựng từ thời Pháp thì nằm tại khu vực này nha, nằm tại khu vực này. Đây là tòa nhà này đó. Bây giờ nhìn rêu phong nó rất là cũ kỹ. Cái mặt tiền của cái khu vực cái tòa nhà này, mặt tiền thì theo cái con đường này á thì nó khoảng chừng hình như là khoảng chừng 40 mét thôi. À, ra đến cái chỗ kia. À, 40 mét à. Nhưng mà hiện nay thì cái tòa nhà này sắp sửa bị dỡ bỏ đó. Bởi vì nó đã xuống cấp hầu như là hoàn toàn. Và đây là cái cửa chính đó. Cái cửa chính của cái tòa nhà này đó. Thì hình như là cái mặt cửa chính của tòa nhà này cũng đã là sửa chữa rồi đó. Sửa chữa được tô gắn cái hình như là cái đá trà, đá rửa cũng lâu rồi, là mặt trước này. Thì cái nhìn vào cái kiểu kiến trúc của cái tòa nhà này á, đúng là được xây dựng từ thời Pháp á. Nhìn kiến trúc là cái cửa vòm nè, rồi cái cửa sổ phía đằng sau cũng vậy nha, cửa vòm. Thì nó chỉ cao là chỉ có 2 tầng thôi. Và như là nó được bố trí là ở giữa cái tòa chính đây nè, nó cao 2 tầng, rất là cao đó. Thì hai bên cái tòa chính này nó là có hai cái nhà hai bên nữa, nó chạy bên này đó, một cái nè, đây bên này một cái rồi, và phía bên trái kia cũng một cái
bên này trái. Thì bây giờ người ta đang tiến hành, người ta dỡ bỏ cái phía bên này nè, người ta dỡ bỏ cái phía bên này đó. Thì dưới thời Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cái nơi này nó trở thành là cái nơi gọi là cái tòa án thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái khuôn viên tất cả của cái tòa nhà này mình nhìn có vẻ là nó cũng không có rộng lắm đâu nè. Đây vào bên trong, bên trong này là cái nhà, đây cái nhà bên hông rồi đó, nhà chính kìa, ra nhà chính là nhà giữa nè. Thì các cái cây ấy, cây bồ đề ấy, nó bám lên phía sau đây này. Nó bám lên, người ta vẫn để luôn nha, bán chi chít luôn. Chỗ này người ta dỡ bỏ nè, chỉ còn cái tòa chính này bắt chuẩn bị, như chuẩn bị cũng là dỡ hết. Vậy. Tòa chính. Rồi đi ra phía trước tiếp. Và giữa cái tòa chính và hai cái tòa hai bên đó, người ta đều thiết kế là cái đường luồng. Bên này có một cái đường luồng đi ra phía sau nè, đường luồng đó. Và phía bên này cũng có một cái đường luồng, là cái cổng đường luồng để đi ra phía đằng sau đó. Ngoài cổng chính ra thì có thể đi bằng hai cổng phụ này, đi ra phía sau đây. Thì đến năm 1975 á, thì cái nhà, tòa nhà này á, thì được chính quyền địa phương tiếp quản và đã xây dựng tiếp ở cái đoạn phía sau này nè, xây dựng tiếp phía sau một số cái phòng ở nhà mới nữa là phía sau, là biến nơi này thành một cái khu gọi là khu tập thể 17 đó, nằm ở trên đường Phan Đình Phùng đó. Nó trở thành cái khu tập thể nha. Do vậy là từ mấy chục năm qua, có nghĩa là sau năm 1975 đó, thì nơi này nó trở thành cái khu tập thể cho dành cho công nhân viên chức nhà nước ở đây. Nhưng mà gần đây thì đã có cái chủ trương xóa bỏ hoàn toàn khu vực này, cho nên là hiện nay thì những cái người công nhân viên chức nhà nước thì không còn ở đây nữa, cũng mới đây thôi, cũng mới dọn đi cũng mấy tháng vừa rồi thôi. Đây là mình đứng ở phía sau đây này, quay cho bạn xem đó. Phải nói là cái tòa nhà chính này nó xây dựng cũng rất là quy mô, kiến trúc thì theo kiến trúc Pháp xưa, cửa là vòm nè, còn cửa vòm không, cũng khá là cao. Theo thời gian thì nó bị mục nát vỡ hết rồi. Có thể nói là cũng thời gian cũng khá dài, cũng chắc có lẽ là cả trăm năm rồi nha. Mình không biết rõ chính xác vào năm nào, nhưng mà chắc có lẽ cũng có trăm năm rồi. Tòa giữa, tòa chính đây. Còn cái tòa bên hông đây. Tòa bên hông bên này chuẩn bị dỡ thì chưa dỡ. Tòa bên hông phía bên kia, đằng kia là đã dỡ hết rồi. Còn tòa bên này đây. Tòa này vẫn còn nè. Sắp tới không biết khi nào đây người ta dỡ sạch luôn á. Chắc có lẽ là người ta cũng sắp dỡ rồi, dỡ cho sạch luôn này. Cái nhà bên hông này người ta cũng thiết kế những cái đường cầu thang cái này nè, cái đường cầu thang Pháp nó xây dựng cái đường cầu thang nó nhỏ lắm, rất là nhỏ, rất là chật chội. Đây, trong
hồi nãy thấy có cái anh chàng là trẻ trẻ đúng không? À, đúng là thấy trẻ trẻ mới vào đây chở cái bao xi măng đó, xong rồi đi về rồi ạ. Là nghe đâu nói là hồi trước ở cái nhà này, hôm nay là hay sao á, rồi mới chuyển đi khoảng được hai tháng nay sao? Cái khu này chuẩn bị đập dỡ hết rồi. Hồi trước là nó tập thể, khu tập thể đúng không? À, hồi trước em ở đây hay là em quen ở đây? À, nghe bà cô trước bà nói là cũng khoảng hai tháng à, hai tháng ở trong này người ta đi hết rồi. À, chuẩn bị dỡ khu này hết. Đây là cái tòa chính. Bà tiếp và thử bên trong xem nha. Ôi, trên này làm bằng gỗ, như cô chú anh chị các bạn, bằng gỗ. Tòa nhà cả 100 năm. Cái tường xây rất là dày, tường này tường xây 40, tường 40 luôn, cầu thang thì đây đúng là cái gạch hồi xưa nè, nó nhỏ, cũng cầu thang nó nhỏ, nhưng mà cái nhà nó rất rất là mát, bởi vì nó dày. Sau năm 1975 thì cụ thể là thời bao cấp, thì nơi này nó trở thành cái khu tập thể, nó rất là nhiều hộ dân người ta ở đây, đó là những người làm công ăn lương đó, cán bộ, công nhân viên chức ở đây. Rồi. Ôi, sập muốn rớt xuống hết rồi. Hồi nãy có đi lên trên không? Hả? Có ai đi lên trên có sáng không à? Mày dám đi lên trên hả? 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 Hồi nãy mà có lên tầng trên không? Lên tít trên luôn hả? Mà đi được ha? Ơ, đi một cái cầu thang nó xây mà đúng không? Không, ở trên cầu thang bằng gỗ nè. Một hết rồi. Gãy. Thôi không dám lên đâu. Lên tí xíu nữa thôi, không dám lên trên tầng trên. Đây, mình vào cái phòng này nữa nè. Gạch đây là gạch mới, sau này người ta làm khu tập thể thì người ta lắp gạch này, chứ hồi xưa nó không có gạch này đâu. Còn cái cốt xây dựng đó, cái cốt cái nhà đó, cái chính là xưa đó. Còn cái màu này cũng bị người ta quay sơn lại nè. Màu đây là quét sơn đây có thể là khoảng năm 80 nè. Sơn. Cái tường nó dày cui luôn, tường còn nhà thời Pháp xây dựng cái tường còn 40 không. Cái trên này là cái thời nó xây là dùng là điện nước cái sao cái nhà đó, nước hoặc là điện gì đó. Rồi, mình tiếp tục mình đi ra trước. Đây, đi sát vào cái cửa chính.
Vâng, thì từ nãy đến giờ mình cũng đã lòng vòng mình review cái ngôi nhà xưa này được xây dựng từ thời Pháp rồi tới thời Việt Nam Cộng Hòa. Nó là cái tòa án, còn đến cái thời sau năm 75 đó, sau khi mà thống nhất đất nước thì nơi này nó trở thành một cái khu tập thể, khu tập thể cho cán bộ công nhân viên chức. Còn hiện nay thì để chuẩn bị dỡ bỏ rồi. Và thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.